Bến Tre, quê hương đồng khởi, là vùng đất cù lao nằm ở phía cuối các dòng sông lớn với nhiều kênh rạch bãi cồn. Con người Bến Tre không bao giờ khuất phục luồn cuối trước bất cứ sức mạnh phi nghĩa nào. Trên tinh thần đó, người dân Bến Tre đã viết nên trang sử vẻ vang riêng cho mình, phong trào đồng khởi đội quân tóc dài. Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió, có phải người con đó là con gái của Bến Tre? Ơi những con người làm nên đồng khởi, ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre. À, lúc nãy có nghe bạn đây hát một câu hát là ơi những con người làm nên đồng khởi, thì không biết là câu hát đó nói về ai ạ? Dạ, đang nói về đội quân tóc dài đó anh. Chị có thể cho phép em tìm hiểu thêm về cái câu chuyện của đội quân tóc dài được không ạ? Rồi đây, sẵn sàng. Chắc có lẽ là xin mời Vinh mình vào trong rồi cái mình cùng trao đổi. Cảm ơn. Vừa rồi thì Vinh có hỏi bài hát Dáng đứng Bến Tre nói về ai? Đó là nói về đội quân tóc dài, về người phụ nữ Bến Tre. Chị cho em hỏi là không biết là tại sao cái phong trào đồng khởi ở đây có tên là đội quân tóc dài? Với cái cuộc phong trào đồng khởi ở năm 1960, những gì, những chị lập nên một cái đội quân, sau đó lan tỏa cái phong trào đồng khởi ở cả miền Nam. Không biết là ở đây có bí quyết gì mà tại sao tóc ở đây lại đẹp hơn tóc chỗ khác vậy chị? Đến với quê hương Bến Tre thì chắc có lẽ là mọi người không ai quên được, đó là quê hương của xứ dừa. Chính vì vậy mà chị em phụ nữ Bến Tre hiện nay thì làm đẹp từ dừa rất là nhiều. Sản phẩm làm đẹp từ dừa như là mặt nạ dừa, rất là nhiều các sản phẩm mà không chỉ là phục vụ cho người dân ở địa phương mà có thể là người dân ngoài tỉnh và kể cả là ngoài nước. Theo chị thì không biết là cái đặc điểm nào của phụ nữ Bến Tre làm cho họ khác với những người phụ nữ khác? Thật ra thì trong mỗi người dân đất Việt, khi nói về hình ảnh của người phụ nữ Bến Tre thì bao giờ họ cũng động lên một tình cảm rất là đặc biệt, gắn liền với hình ảnh của cây dừa mềm mại, thướt tha, dịu dàng, trong sáng, bất khuất, kiên cường trước mọi giông bão. Chị em phụ nữ Bến Tre có những cái nét riêng tiếp nối từ cái tính cách truyền thống của các vị các chị đi trước, lưu giữ những cái phẩm chất của người phụ nữ xứ dừa năm xưa. Các vị các chị năm xưa, hiện nay thì có một số vị chị vẫn còn sống, một số dì chị đã mất, nhưng mà đến với quê hương Bến Tre thì cũng còn nhiều những dì những chị cũng là nhân chứng của phong trào đồng khởi năm xưa. Lát nữa đây sẽ mời Vinh đến nhà cô Hai Cai để gặp gỡ cô, nghe cô trao đổi giới thiệu thêm với chúng ta về phong trào đồng khởi như là đội quân tóc dài năm xưa. Dạ, thì cô Hai, con có nghe mấy chị nói là cô ngày xưa là trong đội quân tóc dài. Thời đó là cô tham gia vào đội quân là lúc đó là bao nhiêu tuổi cô ạ? Cô tham gia đầu tiên là cô mới có 20, tham gia công tác giao liên. Thì tới năm 71 cô mới nghỉ. Hồi đó thì cũng bình thường lắm, đồ bà ba không. Ai tham gia chiến đấu thì bận đồ quân phục. Hồi xưa tóc cô dài dữ không? Dài tới trăm lần. Với kẹp mấy cái kẹp dắt nè, giờ già bỏ. Sau này có chồng có con mới bới chứ hồi đó kẹp. Đẹp dài xuống. Hồi đó cô văn nghệ dữ lắm. Văn nghệ mà hồi chiến hồi đó là hát kêu mình ngồi bàn ghế bàn tròn vậy nè. Hát rồi đội nón đồ là mạnh, ai cũng hát hết trơn, ai cũng làm hết trơn. Đờn mang đô đồ cô cũng biết nữa. Xưa kia tôi cũng là người nông dân, ra đầu quân đánh Tây, bây giờ thành vệ quốc đoàn. Ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê, ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre. Hình ảnh mái tóc dài bay trong gió trong bài hát Dáng đứng Bến Tre không đơn thuần chỉ là một câu hát để nói lên người phụ nữ nơi đây, mà ở đằng sau đó cả một hành trình về những người phụ nữ làm nên lịch sử. Những người phụ nữ kiên cường, đảm đang và dũng cảm. Họ là những người mẹ, người bà lấy thân mình để bảo vệ tổ quốc.